Sáng nay, HD Bank và hãng hàng không Vietjet đã trao hỗ trợ xe cấp cứu cho ngành y tế Đà Nẵng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến dự buổi trao hỗ trợ. Theo đó, HD Bank và Vietjet đã hỗ trợ 2 xe cấp cứu với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Bệnh viện Hòa Vang để đáp ứng công tác cấp cứu vận chuyển các bệnh nhân mắc COVID-19 đến bệnh viện điều trị. Hiện nay, hai bệnh viện này đều đang điều trị hơn 220 bệnh nhân mắc COVID-19. Ngoài Đà Nẵng, thì hai doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ nhiều thiết bị y tế cho các địa phương khác và đóng góp vào quỹ vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cảm ơn tình cảm và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và khẳng định đây là phương tiện sẽ hỗ trợ đắc lực cho Đà Nẵng trong phòng chống dịch hiện nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng mong muốn hai doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng thành phố nói riêng và cả nước nói chung, chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.